Này không biết phải con giọt không? Thấy có cái miệng đó hả? Ừ, lú lú lên nè. Anh nghĩ chắc là con giọt đó. Em ngồi lên thử coi, lớn nhỏ. Ừ, con giòn. Con giòn. Ở đây không phải nè. Đây cũng giống giống đó nè. Ừ, đây phải. Lá cây hả? Lá cây. Con giọt này bị gì nè? Cái gì? Con này nè, con vỏ cho báo, nó vụt nhỏ xíu nè. Còn đó nướng chín quá à. Teo luôn rồi. Sao? Nhiều không? Con này lắp cái gì về thả đầm? À, nhỏ quá thả đầm hả? Ở trong đây ngủ quá. Chào mọi người, hôm nay anh em mình đi bắt giọt. Mình đi tới đây mình phát hiện được hai con. Lỗi từ bên bển qua tới đây nó lạnh quá. Mình đi hết nổi giờ mình lết luôn. Giờ bắt dài dài đây có nữa nè. Mình đeo bao tay vô. Đi, dài đi. Hôm trước thì anh em mình cũng đi có đi bắt ở một cái đám lá khác, nhưng mà giọt nó không được bự. Mình bắt được khoảng 5 kg ạ. Và trong đó thì hết khoảng 2,5 kg là giọt nhỏ rồi. Mình bắt được một xô vàng luôn. Một xô cũng nhỏ nhỏ à. Mà đa số là thời điểm bây giờ giọt nó không có lớn. Thì hôm nay anh em mình đi sang cái đám lá khác bắt tiếp. Nãy nay mình lội qua cái con sông nó lầy quá trời lầy luôn. Lúc thở không nổi luôn. Em mang dài nữa. Mang dài nữa à. Giờ để anh em mình tiếp tục đi bắt thôi. Mình đi đi. Ở đây giọt nó không nhỏ. Con này cũng giòn giòn không lớn lắm. Con giọt kia nó cạn nó lú cái đầu lên. Mình dễ bắt lắm. Còn vô tới khúc trong này á nó đất nó sình lại một tí á. Nên mình phải mò dưới đường dập. Này không biết phải con giọt không? Thấy có cái miệng đó hả? Ừ, lú lú lên nè. Anh nghĩ chắc là con giọt đó. Em ngồi lên thử coi, lớn nhỏ. Con giòn. Con giòn. Ở đây không phải nè. Đây cũng giống giống đó nè. Ừ, đây phải. Lá cây hả? Lá cây. Này, có cái hang nhìn nó rõ phải không? Phải không? Phải không? Hình như nó nằm đó. Phải không? À, có con nhìn cái miệng nó rõ lắm, có con nó hơi bít tí. Đá trời. Đá luôn. Xịt nước luôn. Xịt nước chứng tỏ còn sống đó. Hồi nãy giờ anh em mình bắt ở con vật này cũng được một số vật rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang con rạch kế bên để anh bắt tiếp. Đi, mình sẽ đi thẳng qua bên kia. Anh em mình vừa sang con sông kế bên. Em mình đã quơ chúng một con giọt rồi. Em mình đang sử dụng con dao để quơ. Ủa, mình chế dụng cụ đi bắt được cho chuyên nghiệp đi chứ. Phải đem cái con rồi luôn nè. Nhiệt con kẻ. Thải gì? Tại chưa chế à? Có người phải hàng đồ hàng cho mình cái đồ bắt giọt rồi ha. Gì đây? Đây, cái kẻ ơi con giọt đó. Hay là bắt giọt mù á. Mò luôn. Sẽ mò. Dạ, dạ, ra ngoài kia đi. Nhưng mà có chạy ở đây không? Dạ, đây miếng rồi. Bắt lên thứ tí anh. Thôi có nè, giọt lớn luôn nè. Chỗ này giật, giật này có rồi đó. Đi. Có à, đụng hả? Ừ. Một con. Thì em mình quơ con dao xuống á, đụng vô con giọt kêu. Kẽn kẽn. Hai con. Hai con. Đi. Hai con. Có lý vậy? Cái đây được như đây. Cũng 5-6 con hả? 2, 4, 6, 8 con. Vô đó chút xíu được 8 con. Giọt cà bá luôn đó, Nguyễn. Có con bự quá mà nó chết. Giọt lú nè. Ừ. Giọt lú nè.
Nãy giờ sao rất nhiều lần em mình cào dọc mù, bây giờ mới thấy được con dọc nó lú lên. Đây cũng có không? Bây giờ may mắn lắm mới thấy được con lú lên gì. Bắt nó nhẹ nhàng quá à. Nhẹ nhàng. Ở đúng sức luôn. Ủa vậy coi tổ, con ông này cái tổ đâu rồi? Em mới biết á. Thôi, coi chừng tổ em vòng đi đó. Không mấy bài rồi đó. Nghe nó cọp cọp bên đây là đang bên kia. Bự không mà cọp cọp vậy à, giòn giòn. Gì con nữa. Ê, xem nữa là sót rồi hả? Ê. Con nữa hả? Thôi tới càng nổi. Không phải rồi. Không phải cầu lá gì. Kêu đây. Kêu là nó. Trời ơi, siêu to khổng lồ. Con này nãy giờ là bự nhất luôn á. Thằng chưa nghe khẽ khắp. Kém. Gì nữa đây? Gì đây? Không có ai. Lấy tài cho chắc. Rồi, chưa quất luôn. Để nói chứ. Nãy giờ hai anh em mình được hai đường dạch rồi. Bắt được một xô dạch luôn. Mình gần đầy xô dập rồi mọi người ơi. Thấy là lội đường dạch từ bên kia ở đây. Đuối quá. Vô đây bắt con đất thì nó lầy mà mũi thì nó chích. Về ra đây đi ha. Kìa bắt đầy xô mới về chứ. Đầy xô mới về. Wow. Anh em mình đã ra tới con sông lớn rồi. Trong kia mũi cắn quá. Ra đây khỏe. Bữa nãy nói đầy xô mới về mà. Cái này bắt nữa hả? Cái này mũi quá. Rửa bớt cho sạch đi, mình đi bắt tiếp. Cái này rửa sao? Ở đâu dở cái chán lên coi mũi như thế nào nè. Có cắn không? Cắn đầy. Cắn đầy chán luôn. Sao em không thấy? Mất cảm giác luôn à? Em hết thấy luôn, em không thấy nó cắn em không? Em thì đâu thấy nổi. Ví dụ em có thấy cái chán anh không? Thấy. Sao em thấy? Thấy chán em. Anh cũng không thấy chán anh luôn. Mà nghe nó ngứa. Bữa nay dập bự à. Hồi trước bắt dập nhỏ không? Dập về nướng mỡ hành lên ha. Nướng mỡ hành lên. Nướng mỡ hành lên thôi bỏ chứ làm gì ăn giờ. nướng gì. Dập này nướng mỡ hành lên xong đem bỏ tủ lạnh hả? Em lại anh luôn. Em lại anh luôn hả? Vớt hả? Rồi, thấy vớt dập rồi hả? Bao tay hả? Chỗ giáo rồi à. Tí nữa thì anh em mình sẽ mang theo con dạch này đi ra ngoài kia bắt tiếp. Hồi xưa con dạch này lớn lắm mọi người. Nó là gấp đôi nha. Rồi bây giờ thì thuyền ghe ít chạy nên nó nhỏ lại. Nó bùng bồi quá. Không, xuống dưới đây nè. Đi xuống đây đi. Đi xuống dưới đi. Mò thử có hang không? Không. Lúc trước cũng coi trên cái khúc sông này nè, mà trên kia anh với Lâm rồi nè, mò cá ngát vô mấy hàng mấy con. Anh em mình vừa lên tới trên bờ thì trời chuyển mưa quá trời luôn, bên kia đang chuyển đen luôn. Wow, chuẩn bị có cơn mưa khá lớn. Của người ta đó phải ăn dưới bánh chạm kìa bây giờ. Mày ăn à. Mọi người ơi, thấy gì của mình hay không? Một đi dài lỗ hết đổ được lọt đi ra đôi một chiếc nè. Giờ đổ dập nha. Ê, thấy có con chết gì nó có lủng cái lỗ đó. Đó ơi, con mép bên phải nè. Kế còn lớn á, kế còn siêu to khổng lồ á. Nó đậm đè lên con siêu to lọ. Bên đây nè, bên phải nè. Ôi có hai con bự luôn. Rồi chút đi, cái giấy đi.
Giờ bắt con bự bỏ bên, rồi con lớn bỏ bên đi. Để múc nước nấu làm xó cho nó sạch á. À. Cái xô nè. Nay mình bắt dọp được nhiều, có bự có nhỏ. Đã hôm trước là toàn là nhỏ, có một hai con lớn. Tôm nó cá hồi xưa vậy nè, nữa nhanh lắm, xíu mà hết đóng luôn á. Tranh thủ đi chứ Thanh thấy mưa càng ngày lớn kìa. Nhỏ nhiều thả nó đi. Rồi, rồi như đây thả nó đi. Thả hả? Rồi thả đi. Dựng dao á. Nay anh em mình thả lại cũng khá là nhiều. Mình thả ngay chỗ cái đường mương nước ra vô, rồi mình có vào lưới lại. Chắc lát là lấy nước sơn, da sơn thêm cái bảng gì dập nuôi quá. Giỏi em quay ra đây em thả dập á. Rồi, đi ra kia. Đi gì? Gì vậy? Sao có chân dữ vậy? Hôm trước mình thả cũng vài ký chỗ này rồi. Đây có nè, có làm mài nè. Có, qua anh thấy nó có xịt nước mà đứng ở chỗ đó. Đâu, bắt lên hả? À. Anh vào lưới mà có đi đâu được mà. Có nè. Ừ. Để anh có vào lưới mà đâu đi được. Thôi thả đi, mưa quá Úc ơi. Thả đi. Mình cứ đổ đó thôi. Nước lớn thì nó sẽ tự động nó cài đất. Thôi, vô thôi, mưa rồi. Hồi nãy anh em mình có đi mua ít phô mai về. Giờ mình sẽ quậy đều ra, mình nướng với vọt. Ba trứng. Một ngon gì thiếu thiếu gì ha. Mồi ngon gì thiếu thiếu gì ha. Hôm nay anh em mình đổi món. Thường ngày thì anh em mình thường nướng mỡ hành, trong ngày rất là phộng. Hôm nay mình chuyển sang nướng phô mai. Giờ mình bị gì nè. Gì? Con này nè, vỏ chà bá nó ruột chút xíu nè. Con đó nướng chín quá hả? À. Teo luôn rồi. Đây đây thiết kế cái dĩa bên em nè. Này để làm gì? Dĩa làm đất để dọc qua nè. Để dọc à? Sắt từ sáng giờ luôn á. Sao không? Anh em mình không con nào chín thì bạn con đó luôn đi. Hả? Hai con này sắp chín nè. Nào chín. Sắp chín giờ mình trang vô cái nữa nó lớn quá để dành cho em nhé. Lớn quá. Ê, mấy con này khô là con nào khô là chín ăn được rồi. À, thơm quá. Đây cái này còn nóng mình ăn này đi. Rồi em bỏ lên hết đó đi rồi mình ăn này. Rồi. Để em. Ở ngoài trời đang mưa nữa chứ. Ngoài trời đang mưa nữa. Đang có cơn bão số 8 vô. Mưa lầm rầm. Ăn nóng nóng nữa hả? Mình ăn này cho nóng nóng đi. Bữa nay anh em mình ăn giải trí thôi chứ mình không có nhậu. Đâu thưởng thức con cảm nhận coi sao đây. Ê, nó hơi cứng hả? Không, cái mài nó. À, cái mài nó dính vô cái mài hả? Để cho em chớ coi. Trời ơi. Ừ. Mới vô vậy nè, ăn đã nè. Ê, tiêu không. Ê, tiêu với ớt bỏ vô đó ăn cay. Dữ dằn vậy. Thử ừ, rồi, vô thử trước coi. Sao? Ê, cay quá. Sao? Vừa béo vừa ngọt. Bạn chết chưa nó cay. Ngọt. Thế này em đỏ chưa? Hết chơi hết hả? Ngon. Ngon. Con lắm. Chuyện con lắm thôi. Ủa hết đất hả? Ừ. Em chai ớt nữa chứ. Em chai nãy cài quá. Anh ăn con này đi. Trời, nào. Ừ. Thấy anh. Em làm con này coi. Mời mọi người nha. Wow. Trời ơi, cài, cài đã luôn. Đâu cho anh miếng muối tiêu ấy. Ừ. Bỏ cho anh miếng muối tiêu ấy. Đây, để em. Trời, nhiều vậy? Ừ, ít thôi. Nó mặn. Trời ơi. Ngon lắm. Nè. Ừ. Cái này thiếu thiếu à. Ừ. Giờ mới bắt lên ngọt quá. Này có mấy con nó sôi lên nè. Cầm mình nướng. Rồi nướng gì ta? Nướng mỡ hành. Mỡ hành vô nó ăn cũng ngon. Mà này nướng này ăn vô nó béo nè.
Mỗi cá, mỗi cách nướng có các vị khác nhau ha. Cái kia ăn béo béo, ăn béo hơn nữa. Cách này ăn ngon. Lâu lâu là ăn đó. Đây làm con nóng như này đã lắm. Nha, hai con này nè. Thì mình đốt lửa riêu riêu thôi, mình không có đốt lửa lớn. Bây giờ nãy anh em mình có luộc sơ qua mấy con vọt này rồi. Mình con đúng không? Hả? Không. Ừ. Thì bỏ vớt này vô nè. Thêm vớt luôn hả? Không, để em ăn thêm trái nữa. Ừ. Thôi thôi. Ớt này ớt cay lắm nghe. Cái này ớt hiểm ngon lắm mà mọi người luôn nha. Ừ. Cái con dọm trái ớt, con dọm trái ớt đi. Ngon. Thấy đỏ đỏ mặt rồi đó. Ngon. Rồi cái là dọm mình mới bắt lên á. Nướng ăn nó ngọt kia chứ. Dạ. Tới con này cho anh nè. À. Em gấp cho anh chấm miếng muối nè. Gặp ớt với muối tiêu nữa. Hai cái hộp gặp để nó cay cực kỳ luôn. Anh ăn ớt chín, ớt xanh. Ôi anh ăn ớt xanh đi. Xanh nữa không? Xanh nó giòn á. Xanh giòn thơm. Ừ. Dạ em quay ra sau lưng rồi. Quay ra sau lưng coi cây ớt của anh rồi. Đó ăn chừng nào hết cây ớt đi à. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Thử cái cây. Mời mọi người nha. Đúng quá. Lấy cái muỗng dính ra. Dọc nóng vậy ngon nè. Mới bắt lên ngọt quá. Phô mai nó dính vô đây rồi. Rồi ăn còn nóng chưa? Nóng luôn hả? Ừ, đúng rồi. Rồi bốc khối luôn. Ủa. Gió lạnh lạnh gì nó còn gì bằng ha. Đã anh làm con nóng đi. Đâu cho anh con nóng này đi. Này quá. Nóng quá không? Nấy muốn cái nắp ra. Anh ăn không? Thấy gì? Anh ăn ớt nữa không? Thôi trái thôi. Ừ. Cay quá à. Trái hả? Ừ. Ủa, có mấy con siêu to không lòn nè. Vô ăn. Đây để anh đi muối luôn. Em tìm miếng tiêu đi. Thôi. Giờ muối tiêu thôi chứ. Ủa nóng nóng nóng. Nóng chứ. Nên anh bỏ vô đây nữa. Rồi. Béo ngọt. Rồi bắt dọc này cho bài đó nhiều hơn. Đi chúng. Đúng. Đi chúng bãi. Bữa trước mình đi không chúng không? Ừ. Dọc nhỏ nhỏ hả? Mấy con này cũng chín rồi mình gấp. Ừ. Nó khô là chín rồi đó. Ừ. Vì mình nướng không có nướng lửa lớn á. Mình nướng lửa nhỏ chút từ từ. Ừ, lửa lớn chín khao quá. Nó bị. Ê con này có nước luôn nè. Ồ. Đâu em thử nước ngọt không? Thôi nước này là ngon dữ rồi. Ừ, nước ngọt. Mình tiêu vô anh. Này, có viên con cọp nữa ha. Còn đằng bóp khối nữa. Ôi ôi. Khai vang. Bóp khối luôn, đang trời lạnh mà bóp khối luôn. Con này cho viên mướt vô cái nữa. Ôi ôi, trái thứ ba hả? Trái... mấy rồi? Ôi. Cay quá. Cay quá hả? Nghe trái hơi cay vậy. Rồi, anh làm con đây. Ừ. Con nãy nóng giỡn nguội nè. Đã. Hồi nãy anh không có làm lửa nhiều. Lửa nhiều anh em mình ăn không kịp. Cứ riêu riêu từ từ thôi. Cay. Không biết ăn thoải mái đi làm sao, ớt còn nhiều không kìa. Nguyên cây luôn. Nhà mình có cây ớt hiểm trái rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ hái thêm một số trái nữa vô cho em Út. Em Út ăn tốn ớt quá. Cứ con dọp trái ớt vậy. Giờ mà ăn ớt chín là ớt sống Út. Sống ăn cho giòn phải không? Anh làm con mình nói đi. Nãy giờ thấy anh quay không. Rồi. Làm con cho nóng không? Làm con nóng ok đi. Ok. Wow, nóng gì vậy? Nãy giờ sau thời gian mình làm caramel đó mọi người. Bây giờ có caramel mới.
mình được vô trong đây rồi. Béo. Giây phút này mà caramel xuất hiện cũng đúng lúc quá. Đúng rồi. Nè 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 ăn phim chớp nè, ngon lắm. Ok. Bên ừ. Đây nóng ngon. Bên đây nóng nè. Yeah. Đây. Ừ. Anh làm cho con trên đây nè, quất áo vô đi. À. Ừ, nóng quá mày ơi. Đúng rồi. Không nổi luôn. Ừ. Rồi cho em chớp bên đây đi. Không. Bên đây còn chớp nè. Dạ. Còn nguyên cây ớt ngoài đây nè. Đi kiếm được luôn á. Còn nguyên cây luôn mọi người ăn này. Hết cái ớt luôn. Như nãy mình ăn mình hái thêm mới mớ ớt vô nữa nè. Thôi anh, được, anh nửa trái rồi ơi. Nãy giờ anh ăn nhiều quá rồi. Dạ. Nửa trái rồi. Trời quá. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức với anh em mình nha. Ừ. Wow. Ừ. Ừ. Khô khô. Ớt xanh á. Ăn mùi vị nó thơm nó giòn lắm mà, mọi người. Dọc ở đây nướng ngon, nướng phô mai này ngon, béo. Hôm nay mình đổi món lạ lắm á. Rồi ngày mình nướng mới nướng mà hành chứ không. Ừ. Trời miếng cà đi coi. Ừ. Con miếng cà vô cho da em đẹp đẹp miếng. Video của anh em mình tới đây cũng kết thúc rồi. À, mọi người ấn một đăng ký để ủng hộ anh em mình nha. Xin chào mọi người nha.